đây là biết vào trong khoảnh khắc để có thể đi đến thờ phượng Chúa. Chúng ta đã làm công việc, đã làm việc, đã học suốt một tuần rồi, mà hôm nay là ngày đặc biệt để chúng ta dành cho sự thờ phượng Chúa Trời chúng ta. Và hôm nay chúng ta sẽ hát bài hát từ muôn phương để kêu gọi lòng chúng ta. Chúng ta đã rũ bỏ công việc của mình trong suốt một tuần lễ, những việc học, việc làm, công việc gia đình, để chiều hôm nay tất cả chỉ để dành cho sự thờ phượng Chúa Trời. Từ muôn phương ta cùng nhau sáng qua như đường, đường của ta đi lên trời của ta. Ta sẽ hát bài này trong tinh thần vui mừng, giống như cụ David nói rằng: tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng ta hãy đi đến nhà Đức Giê-hô-va. Tôi ao ước quý bạn chị em cùng với ban hát, chúng ta sẽ hòa đồng để hát, và Đức Chúa Trời chúng ta sẽ là khán giả cũng nhìn sang những điều chúng ta đang nhìn cho Chúa của chúng ta.
Thank you.